Đừng có đụng vô hình mẹ tôi. Ủa? Đi làm về trễ dữ. Chắc nay Tết khách đông dữ lắm ha. Đó là chuyện của tôi. Mà quên nữa, sáng tôi kêu để xe ở nhà cho tôi, ông lấy đâu rồi? Sáng xe con hết xăng, ba đem ra đổ xăng cho con đó. Sẵn ba mua đồ ăn sáng cho mày luôn. Trời lành quá. Tiền ai nấy xài đi. Thôi ngồi đó nghỉ ngơi đi. Rồi ba vô ba hâm đồ ăn lại cho con. Với lại đồ của con là ba xếp luôn rồi nha. Ui kỳ vậy. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, sao tự tiện đụng vô đồ người khác vậy? Ông đâu phải mẹ tôi đâu. Thì ít ra ba cũng là ba dượng thôi. Thì ba dưỡng. Ba dưỡng cũng là ba. Rồi nghỉ ngơi đi. Nghe ai tới số. Dạ. Sáu số 80. Là chút 50. Ủa hay 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 lâu lại hả? Mày nhớ tẩy số tao mua không? Hai tẩy số á. Ơi ăn cơm à, hấp à. Luôn. Ôi chút nữa tao qua nhậu tao kể luôn. Vậy đi. Ngon rồi, tới là lớn rồi. Rồi. Ê, xây. Ngon. Đi nhậu. Móc ra móc vô thì nằm rớt. Đây nha, chắc cứu. Hoài chơi game gì thua hoài, cứ chơi hoài vậy nè. Thử chơi game này đi, game World Bank thoải mái, khỏi cái lo gì hết trơn á. Vì mày có thể farm thoải mái, nếu bị tấn công á không mất tài nguyên, không mất tiền bạc gì hết trơn á. Thầy không? Ừ. Ôi gì tính ra chơi game này xả xì chết lắm nha. Trời, game này tao chơi mà. Để tải về chơi. Ôi, mày kêu tao ra đây làm gì vậy? Quên nữa, nói mày nghe đừng nói ai nghe nha. Dù gì tao mới vừa trúng mày. Chừng nào trả tiền tao? Ủa mày nhậu mày thiếu hoài mày không mắc cỡ hả mày? Thôi để đi, chút nữa em tính hết cho. Gì? Yên tâm. Hãy tao mới trúng số. Trúng bao nhiêu? 100. 100 triệu. Trời ơi, mày la ông sụm đây nghe rồi ông già tao nghe. Sao lúc đó tao trả nợ cho ông nữa. Ê, gì? Mày cho tao nhiêu hả? Tới đó đi tính. Nhưng mà cái quan trọng là tao muốn tao với mày cầm 100 triệu đó lên Sài Gòn làm ăn. Tao không có muốn sống với ông già nữa. Ê, rồi ông già mày ở mình dưới đây bị nợ dí rồi sao? Kệ ông chứ, liên quan gì tới tao? Chuyện ai làm người đó tự giải quyết đi. Đó giờ tao không có muốn ông nuôi hay là xin tiền ông đâu. Thôi được rồi, đưa tệ số đi tao lãnh cho. Để ở nhà rồi, đi ra quán móc ra móc vô sợ rớt. Mai lãnh luôn. Nhớ trả nợ tao nha. Biết rồi. Ê mà khoan, ăn uống xong đi, về nhà nhậu tiếp, ngày mai đi lãnh. Ừ, nhớ trả nợ tao luôn nha. Biết rồi. Vô. Cho 1 chục trứng đi. 100 triệu. Con trứng là gì? Chơi. Cho 1 chục trứng. Rồi. Anh Hậu. Anh Dương. Bữa nay tôi vẫn chưa xoay kịp tiền cho nên chắc một mai bữa. Tiền bạc cái gì, ghé ngang hỏi thăm thôi à. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. À tôi chuẩn bị đi chợ nè, anh em có rảnh thì ở lại ăn cơm chung cho vui. Thôi nấu nướng chi cho cực. Trời ơi, có tiền đưa đi. Anh đưa tiền gì? Có tiền đi chợ rồi có tiền trả nợ chứ hả? À, tôi đi chợ ăn qua loa thôi à, có mấy chục ngàn à nên nó. Mẹ mày, mày có tiền đi chợ mà không có tiền trả nợ hả? Tao nói cho mày biết nha, 2 tháng nay mày không có trả tiền lời, tao cho mày 10 ngày nữa mà mày không trả hết á thì tao lấy cái nhà của mày. À, còn bây giờ siết nha. Dạ. Trời,
Ôi khoan khoan khoan, nhà tôi đâu còn gì nữa đâu để xiết. À mấy anh ơi, đâu có còn gì đâu. Mấy lần rồi là ơn kêu mấy anh ngưng tay đi, nhà không có còn gì hết đấy. Đại ca, cái nhà đã xiết mấy lần rồi, giờ không còn gì để lấy hết á. Đó, thấy chưa? Phải còn cái gì chứ. Mày cứ dẫn mặt với tao nha. Đại ca, em xiết được cái đồng hồ này đại ca. Có không, cóc cái đầu bây giờ. Cái đồng hồ để tôi coi giờ. Mày khỏi cần coi giờ, tao rồi muốn giờ nào tôi qua tôi qua. Ôi cái tivi nó chùm kỹ quá nè, vô phụ ra khiến nha. À dạ còn cái tivi. Cái tivi cho em xin cái tivi, em còn tin tức ấy. Bây giờ không có cái tin nào quan trọng mà cái tin mà tôi qua tôi xiết nợ mày chứ. Hỏi coi. Tôi rồi. Cho cái tivi cho nhìn lại lần cuối. Giỡn mặt hả mày? Tôi bị mê cái bà đọc thời sự á. Đại ca. Sao? Nó còn cái xích đu nè. Không giờ tao. Đại ca. Lấy. Không được, cái xích đu quan trọng, cái xích đu. Giờ phụ tao khiến cái xích đu luôn nè. Cái xích đu quan trọng á. Xích đu luôn. Quan trọng gì? Xích đu để tôi ngồi. Mày ngồi chi? Ngồi chờ anh qua xích đu. Mày ngồi dưới đất cũng được vậy? Mày ngồi dưới đất em bị hồi hộp, em ngồi xích đu đung đưa cho lòng nó an nhiên. Tao thích mày hồi hộp. Em thích thì chịu. Đại ca. Nhà nó không còn gì hết á. Ta. Là mày xiết nợ cái này hả? Đúng rồi. Mày xiết về cho ông nội mày xài cái gì? Hả? Mày cần không? Ông với nhau nhà. Lớn để dầm. Không có, cái này hồi đó tôi làm bên mầm non á, mua thủ sẵn cho mấy đứa nhỏ à. Set. Có set, nhà có set. Trời ông dơ chứ ha. Set. Trời ơi, đã không có tiền mà dơ dữ. Nó tên đen, nó con web đen. Cách set hả? Ê mày, mấy cách set, mày nói mấy cách set được hả? Cái này... lấy được. Hư rồi. Lấy giùm tôi. Ê! Lấy luôn. Lấy luôn. Tưởng tao dám lấy hả? Tao nói mày bây giờ trên người mày có cái gì tao lấy luôn á. Em còn xác không à? Cái gì trong túi nó cầm cộm kìa. Ôi. Có thuốc không đại ca ơi? Lấy gì cúng điện không được hả? Thôi. Còn có hai điếu. Một điếu tao cũng lấy nữa. Ngày trước mày đưa tiền tao đều. Thì tao còn nói ra cho mày. Giờ sao? Rồi em cũng đâu muốn vậy đâu. Hồi đó còn làm giáo viên bên trường mầm non á. Rồi tiền em đều thì em gửi cho anh đều thôi. Từ ngày có cái sẹo nè. Xin việc làm còn khó nữa chứ đừng nói đi dạy. Mày ơi cũng mày không. Hồi trước tự nhiên người ta đang đánh lộn mày đặt vô can. Người ta chém lộn mày phải rồi. Không muốn xui thôi chứ đâu ấy. Thôi mày ơi có gì xui chứ. Khổ quá trời khổ luôn em nói thiệt. Mày khổ bằng tao không? Tháng nào cũng phải tốn mấy chục triệu trả lương cho tụi đó. Trời. Đi thu nợ mà. Tiền cũng dữ vậy anh Trang. Càng mẹ tao đi. Này tới đây thôi. Mày vô ăn cơm sao? Cơm gì? Nãy lúc tao mới vô mày kêu gì nấu cơm cho tụi tao ăn á. Ủa phải có tiền mới nấu cơm chứ, lúc mới vô anh cũng thu tiền em rồi. Anh hỏi nhịn được không? Anh nhịn được không? Quên, thu rồi quên, xin lỗi. Vậy thôi Anh ăn đi, em đưa tiền em nấu đồ ăn. Tự tao về tao nấu mày. Bay về. Dạ. Qua nhà bảy ra đang nấu cơm kìa, sẵn xiết nợ luôn. Nhịn gì? Thằng nào xiết gì xiết kỹ kỹ nha. Xót rồi tụi đập chết cha hết tụi mày. Vẫn muốn kiên quyết khiêng cái bàn đá. Rồi về báo ông chủ. Cấn vô tiền nợ. Rồi nó mới tới xiết nợ thêm lần nữa. Ông vừa lòng không chưa? Bà cũng đâu có muốn đâu. Ông không muốn. Ông muốn mà cờ bạc để cho nợ nần ngập đầu vậy á. Cái này ghê hơn nữa nè. Nó nói nó cho mình 10 ngày. Sau 10 ngày mà không thanh toán hết số nợ, nó cho người qua xiết luôn cái nhà. Ông báo gì ông Hậu? Thôi được rồi. Tôi sẽ trả nợ. Nhưng mà tôi nói cho ông biết trước, không phải trả gì ông đâu, là trả gì cái nhà này nè. Nhưng mà con trả được nợ hả? Con trả được nợ đen. Vậy là con mới trúng bánh đúng không đen? Đen, con mới trúng bánh đúng không? Đen. Trúng bánh đúng không? Cái máy cassette. Cái máy cassette không? Nó hư rồi.
Nó hư rồi đâu, nó đâu? Thì nó hư rồi, người ta xiết nó luôn rồi. Lúc đầu người ta còn không chịu đem đi á, bà trọt mấy câu cái người ta đem đi giùm mình luôn. Sao ông để nó xiết cái máy cassette của tôi? Hả? À? Ủa thì máy cassette của con, nhưng mà quan trọng là người ta vô, người ta muốn xiết cái gì người ta xiết chứ. Bây giờ không có cái máy cassette sao mà chuột lại cái nhà này, người ta xiết cái nhà này rồi sao? Con bình tĩnh, con chỉ còn có... Con bình tĩnh đi, con chỉ còn có tiền là con lấy được cái máy cassette mới hơn nữa. Sao ta? Là mình không hiểu nó hay là nó không hiểu chuyện ta? Đen, đen, đen. Ông Vương. Đen, con sáng suốt lên rồi. Ê, 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 mày đâu hả? Làm như nhà chết chủ mày. Mày thích chết chủ không? Rồi mày cái gì ồn ào vậy? Ai mượn nợ của ông tính người đó đi. Sao lấy máy cassette của tôi? À, qua đội máy cassette hả? À? Nhà sau rồi vô lấy đi. Ờ, nhà sau hướng này bạn. Ê, 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 cha con tôi tới đây là để muốn chuột lại cái máy cassette. Chuột cái máy cassette hả? À? À, tụi mày trả nợ chưa mà đặt chuột? À, để mà nói đủ tiền trả nợ thì bây giờ chưa. Nhưng mà cái máy cassette nó cũ rồi, anh lấy làm gì nữa? Hư rồi. Rồi hư gì tụi mày lấy về làm gì? Ủa, tụi mày giấu cái gì chỗ cũng quan trọng lắm mà, đúng không? À, anh Dương nói vậy mà đúng. Hồi nãy ở nhà ba đã kêu con sáng suốt rồi. Bây giờ con muốn trả nợ, con có một đống tiền, con cứ đưa cho anh Dương trả lại máy cassette cho con thôi. Đúng không? Đúng. Đó. Đối với hai ông cái máy nó không có gì á. Nhưng mà đối với tôi thì nó có. Có gì? Nó có kỷ niệm với tôi. Tôi thương nó lắm, đúng rồi. Đúng rồi, anh Dương ơi. Ừ? Kỷ niệm là một cái gì đó nó quý giá lắm. Không thể cân đo đong đếm bằng tiền bạc được đâu. Cho nên khi mà nhỏ nó có một cái kỷ niệm với lại cái máy nó mà cái máy nó của bà. Khẩu xà tâm Phật. Con hất tay ba đi. Con hất tay con làm gì ba cũng được. Miễn là con thương ba là được rồi. Nói một tiếng ba đi đen. Con có kỷ niệm với những đồ vật của ba là con thương ba rồi. Tôi có thương gì ông đó. Thương cái máy đó là tại vì mẹ tôi thương nó, chăm sóc nó rồi ôm nó ngủ mỗi ngày. Cho nên tôi thương được chưa? Anh Dương ơi. Hả? Nó vẫn chưa thương tôi. Nhưng mà được cái nó thương mẹ nó lắm. Mà mẹ nó hồi đó thương cái máy đó cho nên nó có kỷ niệm với cái máy đó. Cho nên... Mẹ mày bỏ đi là ba mới mua cái máy mà. Ông nhớ lộn rồi, cái máy này nè. Con mới nhớ lộn á, để bà nói cho con cái cục móc nè. Cái cục móc đó là mẹ con bỏ đi. Xong rồi con cũng không thèm nói chuyện với ba. Cái xong ba cảm giác là cái nhà nó trống rỗng quá. Cái nhà nó im ắng quá. Ba mới mua cái máy về cho cái nhà nó có tiếng động. Lý do mà ba mua cái máy này là tại mẹ mày bỏ đi. Sao bây giờ là tự nhiên thích nó được chưa? Tự nhiên tôi thương nó rồi, tôi có tiếng xe ái tình với nó được chưa? Rồi, con tôi có tiếng xe ái tình với máy luôn rồi mà. Dạ, tụi bay im đi. Bây giờ không có quan trọng là kỷ niệm của hai đứa bay cái gì hết á. Quan trọng là kỷ niệm của tao. Quan trọng là kỷ niệm của tao nè. Kỷ niệm của anh là gì? Chia sẻ. Là tiền đó. Tao mà không có tiền tao ôm hàng đêm là tao cảm thấy trống rỗng. Tao thấy im ắng. Cái mẹ tụi bay có tiền thì lấy lại đồ. Vậy thôi. Đó, tiền. À, nếu mà nói về tiền á thì thằng con tôi nó bị cái là nó không có máy cassette, nó không thèm trả tiền cho anh. Giỡn mặt với tao hả? Cho nên bây giờ không ấy, anh đợi một thời gian. Đừng để mất máy cassette là được. Tôi sẽ đi làm, tôi kiếm tiền. Tôi xin việc làm, tôi kiếm rồi tôi trả nợ anh trả máy cassette cho nhỏ. Bây giờ tao nói mày bán nhà trả tiền cho tao là nhanh nhất. Chứ cái mặt mày thì gớm sẹo gì. Ai nhận mày, có khung nhận mày á. Anh á, trời anh chuyên nhận mấy người có mặt vậy mà. Anh nhớ hồi xưa lúc mà cắt tinh vô mà thu đòi nợ á, là anh ưu tiên mấy bạn có mặt sẹo mặt ghê ghê vậy hả? Em nè là mém bị đuổi mấy lần tại mặt em thánh thiện, không sẹo. Sao chưa đuổi nè? Ý mày hay nha. Tao thích ý mày đó. Nghĩ vậy để ngày thế chỗ mày. Cái gì đâu cá. Nể mặt xíu đi. Mắc cái gì tao phải nể mày? Nể mặt vợ anh á. Vợ tao có sợ gì đâu liên quan tới mày. Em ruột bả mà. Giờ mới nhớ ra tại sao không đuổi nó nè. Là vì tao không được đuổi mày chứ không phải là không đuổi được mày. Ha. Nãy giờ dữ. Thế lại ngọng với thằng điếc mà từ ngày đi xóa sẹo để ca đuổi nó á, đang thiếu người. Hai thằng đó mà không xóa sẹo tôi cũng đuổi nè. À, hình như tôi có biết hai bạn đó. Ừ. Tháng trước
chắc hai tụi nó còn làm đúng không? Ừ. Hèn chi cái lúc mà anh qua anh đòi xiết đồ nhà tôi, anh la lớn lên xiết, con thằng đứng im hoài không làm gì hết, nó đứng chống nạnh, tôi tưởng nó đeo headphone, nó biết phải không? Biết ngọng nào luôn rồi, ngọng dữ hơn nữa, ấn tượng luôn, tôi say xỉn với nó hoài à. Mắc gì xỉn? Thì mỗi lần nó qua đó đòi nợ á, nó đâu kêu đúng tên hậu tôi đâu, nó cứ vô á, nhậu 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 nhậu, cái tôi kéo đi nhậu luôn, mà nhậu xong nó quên hết trơn à, đâu nhớ đòi nợ đâu. Tỉnh chưa? Ê nghe. Nghe. Bây giờ mày qua làm cho tao ha, đi đòi nợ thuê rồi cấn nợ trả từ từ lại, được chưa? Tao sẽ đặt biệt danh cho mày thật là ngầu luôn, mày sẽ lấy cái tên là Hậu Thẻo. Chưa, đi đòi con nợ mà người nước ngoài á, mày xưng với người ta là Hậu Thẻo. Nghe cái là muốn đi nghỉ đi đúng không? Mắc gì đang đòi nợ rồi đi nghỉ ba? Mày đòi nợ người ta không được, mày cho người ta an nghỉ luôn được không hả? Tại em thánh thiện quá em nghĩ không ra, xin nhỏi bỏ qua cho em được hết. Bây giờ tôi hỏi ông lại một lần nữa là bây giờ ông có làm hem? Làm không? Nói thiệt với anh Dương chứ cái nghề này nó chỉ hợp cái mặt tôi thôi, nó không có hợp với tính tôi, nên xin phép anh tôi hem cái lập. Đi đi. Trời ơi là trời, mọi người đừng giỡn nữa được hem. Rồi đó, đó xong rồi đó. Hay không? Mày đây hết luôn rồi đó. Thôi giờ tao không có nói nhiều nữa, có tiền thì giải quyết, không có thì biến. Ừ. Thôi vậy thôi, có gì để ba đi làm. Ba cái gì? Ông phải ba tôi. Tại mày không à, phải mày đóng tiền lãi cho ông già mày là đâu, đâu vô xiết đồ đâu. Rồi mày có tính giúp tao không? Điện thoại lắc quá, không lắc là bắn trúng rồi. Lấy được tiền đi, tao mua điện thoại mới cho. Thật ra nãy giờ tao chơi game, nhưng không phải để chơi, mà để nghiên cứu chiến thuật để giúp mày. Chiến thuật gì? Tiến vào lòng địch. Tiến vào lòng địch? Tiến vào lòng địch. Mày nghĩ tao với mày quýnh thắng được mười mấy thằng em của Khứa không? Mày nghĩ tao với mày đánh thắng được mười mấy thằng em của Khứa không? Rồi chết rồi lấy gì mà lấy tiền xài? Ai kêu mày đi đánh lộn, mày điên hả? Chứ làm gì? Tiến vào lòng địch thì mình trà trộn vào tiếng địch. Mình vô mình làm đàn em của ổng, mình đi đòi nợ vô mà ổng tạo niềm tin cho ổng, sau đó mình vô mình lấy cái máy về. Nhiều nữa, bây giờ mà tao nói mày bán nhà là trả nợ cho tao nhanh nhất nha. Thôi nhưng mà... Không có nhưng mà... Tao... Gì đây? Đang còn tới đây ba hiểu rồi, thì ra là con tới đây con lén lút âm thầm trả nợ cho ba đúng không? Ông bị khùng hay gì? Tôi tới đây xin làm việc cho ông Vương. Xin làm việc là xin đi đòi nợ hả? Không có được nha, không có được nha. Trời ơi, con làm cái gì làm, con có ăn có học đàng hoàng mà bây giờ con đi làm cái nghề thất đức như vậy làm sao mà được? Nói nghề ai thất đức mày? Đang dạy dỗ con tôi thôi à? Ý ông nói cái nghề này không ra gì à? Từ nhỏ tới lớn tôi sống với ông là cuộc đời tôi đã không ra gì rồi. Nhưng mà Đen à, bây giờ ba xin con luôn á. Hồi đó giờ ba chưa có yêu cầu con làm gì theo ý của ba hết. Ba xin con một lần á, một lần thôi nghe lời tôi được không? Một lần thôi nghe lời ba được đúng không? Trời, cái nghề này nó kỳ cục lắm, nó mất nhân tính lắm con à. Nó không có được. Chú Hậu à, con nghĩ là chú đã hiểu sai về cái nghề này, và chú đã hiểu sai tấm lòng của chú Dương rồi đó. Trời, ông Dương này mà có tấm lòng hả? Ổng mà có tấm lòng, ổng đâu có làm mấy chuyện thất đức này. Tại sao mọi người lại nghĩ cái nghề cho vay tiền lại là một cái nghề xấu? Ngân hàng cũng cho vay tiền mà. Tôi hỏi mọi người ở đây một câu, mọi người có ước mơ riêng của mình hay không? Cậu có ước mơ là gì? Là bác sĩ. Còn cậu? Làm kỹ sư. Còn cậu?
một lần trúng siêu chủ. Thôi, ai cũng có ước mơ của cuộc đời mình, nhưng để thực hiện ước mơ đó, tất cả đều cần một điểm chung. Đó là gì? Cần phải có tiền. Cái điều quan trọng ở đây, chúng ta cần tiền để thực hiện ước mơ, nhưng mà những người thân phận thấp hèn như chúng ta có tiền hay không? Dạ không. Rồi lúc đó ngân hàng có cho chúng ta mượn tiền hay không? Dạ không. Chúng ta không có tài sản thế chấp thì ngân hàng có cho mượn tiền không? Dạ không. Cần giấy chứng nhận độc thân, cần KT3, có rắc rối hay không? Dạ rắc. Nhưng có một người giúp chúng ta thực hiện ước mơ không cần bất cứ cái điều kiện gì cả. Người đó là ai? Chú Vương. Chú Vương cho mọi người mượn tiền, có cần mọi người thế chấp bất cứ cái gì hay không? Dạ không. Dạ không. Chắc không á. Mà chú Vương chỉ cần nhìn vào ánh mắt người đó, nhìn thấy khát khao, nhìn thấy ước mơ trong mắt của họ và cho họ mượn tiền. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Vậy thì cái nghề này nó có xấu xa như mọi người nghĩ hay không? Dạ thưa. Mời chú. Nếu nói như nghề này không xấu xa, tại sao lãi suất lại cao quá ạ? Một câu hỏi hay. Chính là để động viên mọi người. Mọi người cứ nghĩ đi, lãi suất càng cao, chúng ta càng lâu trả tiền được, thì ước mơ chúng ta càng lớn với tới ước mơ. Còn bây giờ mà cái ước mơ mà dễ thực hiện quá thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, có đúng không? Dạ, thêm một câu hỏi nữa. Xin mời chú. Đồng ý là như vậy, nhưng mà mỗi lần mà đến đòi nợ, những biện pháp răn đe và những pha xiết đồ thật hải hùng ạ. Một câu hỏi cũng rất hay. Những điều chú Vương làm đều có cái lý do của nó. Thật ra chú Vương xiết đồ như vậy, răng đe như vậy, nhiều khi còn đánh đập con nợ. Mục đích là gì? Để mọi người quyết tâm đi làm kiếm tiền. Để mọi người tích cực lên, không lười biếng nữa. Để mọi người quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Thử hỏi mà chú Vương không đến đòi nợ, không xiết đồ, không đập chú như vậy, chú có còn dũng khí nào đi đi làm hay không? Cũng đúng ha. Bình thường á, lúc mà chưa tới nợ á, tôi làm việc nhẫn nhơ và hời hợt lắm. Cảm ơn ông nha. Cảm ơn nhiều nha. Cái đó là điều chú Vương muốn. Cái đó là đi vận động mọi người lao động lên, thực hiện ước mơ, kiếm tiền trả cho chú Vương. Một điều quá ý nghĩa. Vậy thì qua câu chuyện này, cái nghề cho vay tiền của chú Vương là giúp mọi người thực hiện ước mơ. Vì thế mà con vàng đen quyết định đi theo chú Vương. Mong chú Hậu đồng ý. Không. Trời, nãy giờ tụi con nói vậy mà chú chưa hiểu rồi sao? Không chỉ hai đứa, mà bản thân chú Hậu đây cũng muốn theo chú Vương một chân, để cùng mọi người ở đây đi vận động ước mơ cho bà con. Bản thân chú Hậu là một con nợ, nếu cần thiết chú Hậu sẽ tự vận động ước mơ của bản thân, tự đánh đập mình. Tôi sẽ về trường của tôi vận động mấy ông hiệu trưởng á, hiệu trưởng hiệu phó là đi vận động ước mơ của mọi người luôn. Không, tại vì mấy ông khóa vận động ước mơ, làm cái nghề đó mà, làm cái nghề giáo dục thì vận động ước mơ. Bao nhiêu đây là đủ rồi, bao nhiêu đây là đủ rồi. Thôi mọi người cứ thống nhất như vậy đi, bây giờ coi như là hôm nay đã xong. Mình cứ chốt hết mọi việc như vậy, mọi người cứ về ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều nay chúng ta đi đòi nợ. Vậy nha. Rồi, mọi người giải tán đi. Chốt về đi. Đi. Về lấy đồ, đi vận động ước mơ. Tự nhiên người tốt ta. Tao nghĩ nó đâu đây. Chắc phòng này hả? Ôi, hai mày làm gì vậy?
Dạ. Em thấy nó bề bối quá cho nên tính vô dọn cho nó gọn á mà. Mày lo đi vận động ước mơ chứ. Vậy? Đó, em đi lên đi xuống cho nó nóng người chút nữa đòi nợ cho nó tốt hơn á. Đi đi, đứng đây làm gì nữa? Dạ dạ. Mày nói quán này nè. Kìa. Nói nghe nè. Bây giờ á, hai đứa đứng ngoài này chờ đi. Ba vô đòi nợ cái ba ra. Ôi, chú biết đòi nợ lần nào đâu vô đội. Trời ơi, tao sống có kinh nghiệm mà. Trời, tao từng đuổi này rồi, phải có kinh nghiệm chứ. Với lại á, ba là bị đòi nợ nhiều lần rồi. Thì ba coi cái cách đòi nợ của người ta, ba bắt trước. Tin ba đi, trời ơi, ba bắt trước giỏi lắm á. Tin nha. Ở đây không vô đi, có gì tao mày về ba tăng ở đây. Ý. Có gì la lên nha. Có, trời ơi, dễ gì la. La là tụi nó la. Hải ơi. Hải à. Hải. Cao Minh Hải, ở đây có ai tên Cao Minh Hải không? Tôi Hải sao vụ gì? Hả? Không, kéo. Tại vì bây giờ bạn kêu kéo gì? Kéo không? Kéo. À, tại vì tôi á, tôi không có chuyện gì không kêu. Để mình đi nói chuyện. Đang kéo vừa mới kéo đâu vậy? Cho bạn đi nói chuyện với tôi xíu đi. Đang chơi mà. Rồi thôi chơi xong đi, tôi tôn trọng lắm. Chơi cho xong đi mình nói chuyện của mình. Mà không tình ăn sáng giờ thua hết tiền luôn. Ủa sao dáng này thua nhánh vậy? Mới chia bài luôn tự nhiên thua rồi. Thì đơn đó chứ. Đơn. Tại ông mới đang 20 bài, người ta đang 20 nè. Ông kêu tôi kéo làm cái gì rồi, 30 bài đền hết rồi. Thua hết tiền từ sáng giờ luôn. À, đền là ghê hơn thua nữa hả? Ừ. Đòn tới đây làm gì? À, tôi tới đòi nợ cho ông Vương. Thôi đòi nợ, ông mới giúp tôi thua hết tiền rồi, tiền đó tôi trả mà là nợ. À, ừ. À, được rồi, tôi biết điều lắm. Gì nữa? Đánh thêm đi, tôi cho mượn nè. Ghê vậy? Nè. Ờ, chi. Quýnh hết, tao quýnh hết luôn. Gỡ đi mới có tiền để trả nợ chứ đúng không? Ờ, nè ông già tôi cho ông nè. Kéo thử coi tôi rồi sao? Tiền không mà. Tiền tôi đúng không? Kéo gì vậy? 20 là đủ rồi. 20 phải kéo cho đủ 3 lá chứ. Cái này là xì dách. Xì dách là sao? Xì dách là 21 điểm là đủ ăn rồi. 20 cũng ăn được. Ờ vậy thôi dữ rồi. Mình trả lại đi. Kéo rồi. Ông kéo rồi, cho ông kéo lại. Không được đút vô lại hả? Không. Chưa có coi bài. Tôi chưa có coi. Không coi rồi chứ. Xì dách mà. Kéo là đáng chịu. Bây giờ ông chỉ có kéo con một, ông mới ăn người ta thôi đó ông nội ơi. Ông kéo gì vậy? Chỉ còn đường một mới thắng hả? Ừ. Trên 28 là đền hết. Còn 28 nữa. Đúng rồi. Còn 28 luôn. Là giống như hồi nãy đó. Một bài có mấy lá một vậy? 4/52 ra. Kéo cái gì? Ông kéo cái gì? Cười tôi đi. Cười tôi đi. Kéo cái gì? Mấy đứa này cười tôi đi. Ông kéo cái gì? Ôi, đâu ai mà chui hai lần liên tiếp. Ông kéo cái gì? Ông con xì đúng không? Con xì hai, con xì hai. Lên con hai. Đâu có phải đền nữa đâu. Mém xíu nữa là thắng luôn rồi. Xui xíu. Ê, tính ra cái game World Pass này hay nha mày. Hả, à, tao chơi bữa giờ hả, tao giết được mấy cái danh chạy rồi đó. Mà chơi game này nè, nó không bị áp lực. Biết sao không? Tại vì á, quýnh người ta không có bị hao tài nguyên mà hả, bị người ta đánh cũng không có bị mất nhiên liệu hay gì hết á. Thì game hay tao mới giới thiệu cho mày chơi. Hợp lý. Ê, xong rồi. Rồi có đòi. Nhìn mặt đủ hiểu rồi ha. Ba mới làm ta thua hết tiền luôn rồi. Giờ có đòi thêm ta cũng không có tiền để trả nữa. Nãy ta nói rồi, tụi mình vô được rồi, đưa ông vô làm cái gì? Bây giờ mày có nói ông cũng không giải quyết được gì đâu. Thôi lần sau để tôi đi ông ơi. Tài lanh quá. Chán ghê. Chị Mười ơi. Mười đó rồi. Mười ố ồ. Ờ, mấy chú tìm ai vậy? Tìm bà chứ tìm ai. Tụi tôi qua lấy tiền cho ông Vương. Tiền vốn với tiền lời luôn là 2.3 triệu. Bà hứa bà trả, nay tụi tôi qua lấy. Dạ.
À tôi biết rồi, nhưng mà mấy chú ơi, xin mấy chú khất cho tôi vài ngày được không? Tại vì bữa giờ tôi nằm viện mổ được thừa mới xuất viện về được tuần lễ, chưa có đi làm, không có tiền để trả. Ngày mai tôi đi làm rồi tôi xin ứng lương tôi trả cho mấy chú được không mấy chú? Rồi có làm sao không? Thuốc men chưa, đủ tiền mua thuốc không? Bà nói thiệt không vậy? Trời, cái thằng người ta bệnh mà sao mà nói xạo cái chuyện mà mình bệnh được. Thôi thông cảm cho người ta đi. Trời ơi, đi đòi nợ mà gặp ai cũng thông cảm sao được. Ví dụ như là bà bệnh thiệt đi, bà không có tiền thì còn chồng con bà đi làm có tiền chi? Mấy chú ơi, chồng tôi mất sớm rồi, nhà neo đơn lắm, chỉ có hai mẹ con à. Tôi cũng ráng dữ lắm á, mới cho nhỏ đi học được lớp 5. Cho nên nó đòi nghỉ học hoài à, phụ mẹ mà tôi không có cho. Thôi được rồi, coi đi làm rồi tháng sau nhớ trả đủ nha. Ừ, điên. Dạ. Lấy tiền không được là về ông Vương không cho đi làm nữa rồi sao? Thôi kệ đi, để đòi chỗ khác. Đây cầm tiền mua thuốc rồi ăn uống gì đi. Mà nhớ không được cho nhỏ nghỉ học nha. Dạ, mấy chú tốt bụng quá. Cảm ơn mấy chú nha. Tôi hứa sẽ trả tiền sớm cho mấy chú. Mẹ ơi, xe mới chạy đã quá. Ngon với tao rồi, ngon với tao rồi. Ủa? Ờ, chào con trai. Dạ con chào mấy chú ạ. À. Ừ, xe mới mua hả con? Dạ ngày hôm qua mẹ chở con đi mua. Trời, xe đĩa trước sau luôn, xịn á. Con mua nhiêu hả? Dạ tới 2 triệu lận chú. Ôi, đó, không cảm đi. Ủa mà bữa giờ mẹ con mổ thừa con có biết không vậy? Ủa, mẹ bị hồi nào vậy? Mẹ sao không? Diễn hay quá ha. Mẹ tôi ghét nhất là người lừa đảo mà chiếm tình thương người khác á. Hả? Mấy chú ơi, tôi xin lỗi mấy chú. Tôi sai rồi. Tại vì thằng nhỏ nó đi học, bữa giờ đi bộ tội nghiệp quá. Tôi chịu không nổi. Bữa giờ tăng ca đổi ga riết rồi. Chiếc xe đi đừng nói đó. Thôi mà trời ơi. Mấy đứa chú lại mấy đứa lại. Mẹ đó. Đi ra. Thôi mà. Trời ơi cái gì vậy? Dù sao người ta cũng có hoàn cảnh riêng của người ta. Với lại má nó nợ rồi, tính má nó đi. Liên quan gì đến thằng nhỏ? Để nó khóc kìa, không thấy tội nữa hả? Vậy ông nợ tiền liên quan gì tới tôi? Từ nhỏ cho đến giờ bao nhiêu lần người ta tới người ta đòi nợ người ta chửi bới. Ông có tội nghiệp tôi không? Điện! Điện! Mày nữa chơi game hoài, suy nghĩ cách giúp tao coi. Đây là lúc mình áp dụng cái chiến thuật của game World Bass. Tùy theo tình hình mà mình có cách chiến đấu. Bây giờ á là mình phải phối hợp giữa tấn công và phòng thủ. Rồi ai tấn công? Tao tấn công, mày phòng thủ. Dạ. Yeah. Trời ơi, coi phim vui gì? Chơi cái game này vui, qua đây em chỉ cho chơi game vui lắm. Game gì? Nè, World Bass. Chơi đúng đỉnh luôn á. Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Ê ê, làm gì cô đứng đây vậy hả? Giờ này phải đi chấp cánh ước mơ rồi truyền đạt tinh thần chiến đấu cho người ta chứ. Chấp cái gì, chuyện cái gì? Ủa thì tụi bay là giờ là lính của tao phải không? Thì sáng mày chỉ là bây giờ đi dùng cái là truyền đạt tư tưởng cho người ta. Ai lính đâu? Ủa rồi tôi có ăn học đàng hoàng, ai theo là làm lính đâu, làm mấy chuyện thất đức. Thất á? Là bây giờ mày lật lọng đúng không? Lật lọng cái gì? Trời ơi, tụi tôi là dân ăn học đàng hoàng, làm chuyện giúp người chứ không phải là hại người, cho dây cắt cổ như ông rồi xiết đồ người ta. Rồi rồi, tao không nói chuyện với tụi mày nữa. Bây giờ tụi mày trả tiền cho tao, không thì đừng có trách. Ha. Thôi. Được rồi, chiều tôi cầm tiền qua đưa cho ông. Cái gì? Vốn lẫn lãi luôn. Bao thì 10 ngàn được không? Được. Mà tôi nói ông biết nha, từ giờ trở về sau ông mà cho ông Hậu mượn tiền nữa tôi không giải quyết đâu. Thằng nào nói với mày là ông Hậu thiếu nợ tao vậy? Không thiếu nợ mà qua xiết đồ rồi đòi nhà người ta. Nợ là mẹ mày nợ, ông Hậu chỉ lãnh giùm thôi. Ê, không có lôi mẹ tôi vô nha. Tôi nói không có lôi mẹ tôi vô chuyện này nha. Mày bật cười quá. Mẹ mày thiếu nợ tao, mắc cái gì tao không được nhắc tới hả? Ông nói gì? Nói lại coi. Nè,
Tao là người chấp cánh ước mơ đánh đề của mẹ mày. Không lẽ tao không biết hả? Không tin đúng không? Giờ tao vô tao lấy cái giấy nợ của mẹ mày cho mày coi nha. Mà tao chỉ thắc mắc cái ông Hậu thôi, là sao ông có thể chịu được cái cục nợ thiệt là lớn như vậy chứ? Đến nỗi mà cha ruột mày còn bỏ đi mà. Chỉ mong Hậu không lao vô cho được, gom cục nợ thiệt là bự. Mà cái cục nợ bự nhất là mày. Mày vừa mất dạy mà bắt hiếu nữa. Gặp tao chắc tao quăng ra ngoài chợ cho rồi. Vừa nuôi mày phải lãnh cục nợ. Đại ca, ông Hậu đòi nợ với nhà ông Nam bị hai con rồi đập ở bệnh kìa. Đen, Đen. Sao, giờ kéo người qua quốc không? Chi vậy? Tụi nó giờ không phải người của mình nữa, sống chết kìa mẹ nó. Tụi nó bao nhiêu lần rồi, tụi tự tiện đụng với đồ người khác vậy? Ông đâu phải mẹ tôi đâu. Bây giờ, ít ra ba cũng là... ba dượng thôi. Ông muốn mà cờ mẹ để cho nợ đần ngập đồng vậy? Ông phải ba tôi. Nhỏ cho tới giờ bao nhiêu lần người ta tới người ta đòi nợ người ta chửi bới. Ông có tội nghiệp tôi không? Con tôi nó không dính dáng gì đến chuyện này. À, chuyện này có mình tôi dính à, có tính với tôi. À, tính tôi. Lần này tao quýnh cảnh cáo đường sau nữa đừng có trách. Sao ông đập chết mẹ tụi mày. Quýnh giờ còn chết nó bỏ đi. Sao ba lúc nào cũng vậy hết trời. Cái gì ba cũng ôm mình á. Rồi ba tính giấu con tới chừng nào. Mày nè. Mới gọi ba lại gì vậy? Ba! Rồi lại tiếng nghe nó coi. Mà tôi nó đi vậy? Sao không? Có. Mà sướng á, chứ không phải đau. Ê, nãy kêu ba tiếng gì kêu lại đi. Mệt quá ba ơi. Ba. Đen. Sao kiếm ai? Cái thằng đen với ông già bị đánh đây đâu rồi? Mày đồng bọn nó hả? Hả? Qua chơi tụi tao phải không? Đâu có. Hai đứa chuyên gia đi đòi tiền ăn hiếp người ta, ăn hiếp ông già tôi nè. Nghe tin bị đánh đây tính qua đánh ké. Mẹ đâu rồi? Nó đâu rồi? Bị hướng nó bên đó rồi. Chết dưới đâu rồi? Khùng. Chết tụi bay dưới tao. Này chú ơi, chú có biết sửa không đây? Sửa có mỗi cái xe mà lấy hoài nãy giờ chưa xong. Nhanh lên đi, con đang gấp lắm rồi. À, tôi biết rồi. Anh Đen, anh làm đây à? À, làm đây nè. Thế vô nhanh sửa giùm em đi. Bây giờ kéo ông già này lề mề chậm chạp quá, sửa mãi nãy giờ không xong, anh cho anh ông nghỉ việc luôn đi. Ông già này à? Ừ. Sửa được, sửa không sửa đi, được đi chỗ khác sửa. Anh nói chuyện với người yêu của anh như thế đấy à? Cô nói chuyện với ba tôi vậy hả? Ai biết. Thì chậm chạp lề mề thì người ta nói chậm chạp lề mề. Ê, biến luôn đi khỏi yêu đương vậy đó. À, anh dám chửi tôi à? Này, lần sau đừng có mà đi theo mà cầu xin khóc lóc năn nỉ quay lại đấy nhá. Thôi, té giùm cái đi bà nội. Thôi, dù sao à, hai đứa cũng là người yêu của nhau mà. Nên có gì từ từ nói chuyện. Còn ba già rồi, ba già đừng để ý ba. Kệ đi ba ơi, ba thứ tào lao bỏ là đúng. Với lại tụi con mới gặp có một ngày à, chán. Nghe chưa? Về đi! Nhớ đấy! Sao ba? Đem vô chổng đi. Ba rửa tay với lại dọn dọn mấy đồ á. Uầy! Ủa? Gần tao giới thiệu mày sao? Giới thiệu ông già mày chưa? Giỡn ra mắt rồi. À. Ông già tao thích lắm. Ừ. Nhưng mày phải đến chứ, hiền mà. Mà nó không thích ông già tao. Thì hả? Nó chịu ông già tao già, yếu. Thôi yên tâm đi, để tao giới thiệu nhau khác cho. Thôi để đi mày, già thống với ông già tao vui hơn. Bơm xe em sao ơi? À, bơm xe hả? Ờ, bơm em sao ạ? À, bơm hai bánh luôn đi.
hôm nay bơm mấy bánh được tôi miễn phí hết luôn cho. Ghê vậy cha, hôm nay vô bánh hả? Hôm nay con trai của tôi á, vì tôi mà chia tay bạn gái luôn á. Ê, nhìn hai cha con không giống nhau vậy? Bây giờ tôi lấy tiền 100 ngàn. 100 ngàn một bánh. Hồi nãy nó miễn phí mà. Bánh xe tôi hôm nay bơm bằng tình cha con. Bơm thôi. Hello. Mọi người ơi, Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn là số nhỏ, vẫn không có tiền. Anh Thái nói sao chứ hả? Trong mua bát anh Thái chơi hên gần chết. Tự làm tự ăn chứ không ai lấy được anh Thái gì hết trơn. Ông toàn gánh thêm cơ mà. Ủa vậy hả? Chúc mọi người có một năm mới thật nhiều may mắn, tham gia lễ hội mùa xuân World Bass Việt Nam, nhận lời chúc phúc từ cầu thủ Nguyễn Công Phượng, và có cơ hội nhận được iPhone 14 nè, PS5 nè, và có cơ hội nhận được hàng nghìn vạn vàng trong game. Các bạn ơi, hãy tải World Bass ngay bây giờ nha. Chiến đấu không tranh giành, trả thù không thiệt hại, phục hồi quân đội trong 5 phút, nâng cấp và phát triển không cần chờ thời gian. Và quan trọng là chiến đấu ngày xuân, muốn chiến thì chiến. Chúc các game thủ World Bass cũng như mọi người một cái Tết thật là hạnh phúc bên gia đình và nhiều sức khỏe. Và chúc mừng năm mới. Đây cô em khiên được thì em cứ khiên. Tụi em mời. Em hết sức rồi. Cứ khiên hết sức. Nhưng mà coi những cái cục sống nha. Mãi xong. Khiên hết sức cái cục sống này đó. Mãi xong rồi. Trời ơi. Đau bụng, đau bụng. Rồi tiếp. Anh không đỡ được. Cũng may là chưa. Cũng may là chưa đền. Tuần trước cái áo anh đứt nút mà anh cũng lấy cái nút áo. Ủa? Anh em phải đi, mày ở nhà mới chuyện với tao. Vậy bà mù quá, bà mới mua cái máy này. Lý do bà mua cái máy này là tại mẹ mày đi. Máy. Không có nhớ lộn. Vậy là nó nhớ lộn cái máy nào rồi vậy? Chứ có máy, anh cầm có một máy cassette thôi đúng không? Không, con kìa. Rồi đi về con, đi về. Còn cái máy còn quý ở nhà. Có thể, tại vì không có máy nào á. Chắc là cái máy nào đó còn quý, nó là nó còn nằm nhà. Đi về kiếm. Cái này. Chơi nói chữ anh Thái. Sa mạc. Trường Sa. Trường Sa. Sa mạc. Mạc bột. Mạc bột. Mạc bột là gì? Là mạc bút là dòng dạng. Chứ nói chữ cái vậy. Chắc tại thánh thiện quá. Em xin lỗi. Em nghĩ là em xin lỗi. Thôi mọi người đừng giỡn nữa được em. Thôi giỡn vui mà còn ông ốm tôi kìa. Ủa muốn nhìn màu nữa, quay qua tôi. Bà cuối. Ủa nhìn màu nữa, không quay bà cuối. Mà anh biết cái người gấp mà đang quạo mà nói thì nó gấp hay là cái gì khó chịu đó. Thôi tôi bị cái đường đó khó chịu à. Cho tôi cười để hết thật nha. Kiểu bảo mà phải cười chứ. Cho tao nghiêm túc quay xin chắc luôn. Không đánh lúc đó mình cũng có phần bị quê mà. Đánh ra đi. Không phải bà tôi. Không phải bà tôi. Nó đi nó nói tôi không bà. Phải bà nó là tôi buồn phải ọ. Phải ọ. Phải. Coi đi giỡn. Cảm lắm rồi. Còn bây giờ xiết nha. Dạ. Ôi khoan, nhà tôi đâu còn gì nữa đâu để xiết. À mát ơi, lên ơi. Trời ơi, mát ơi. Ủa, sao có ba tụt còn vậy? Tôi giọng á.